Xin chào tất cả các bạn. Những âm thanh mà các bạn đang nghe đều được thu âm từ chính chiếc mic RKB này mà chưa hề qua chỉnh sửa một chút nào nha. Quả thật, mình rất là bất ngờ. Chỉ với hơn 6 lốt, mình đã có một chiếc mic thu âm có chất âm ổn định, lại còn được trang bị cả LED RGB đổi màu lung linh như thế này. Trên mic có một nút cảm ứng bật tắt một chạm cực nhạy. Thao tác này sẽ giúp anh em hay live stream chơi game, làm boss card tiện lợi hơn rất nhiều. Nút điều chỉnh độ nhạy của mic nằm phía dưới, mang lại trải nghiệm cực kỳ mượt mà, xoay xoay thích phết anh em ạ. Và đây cũng là chiếc mic định hướng nên chỉ thu âm ở một hướng nhất định, giúp loại bỏ tạp âm ở các hướng không cần thiết để cho ra âm thanh chất lượng nhất. Đây là âm thanh mà mình đã thu trực tiếp qua điện thoại nhé. Tất cả xung quanh đều rất là ồn, tiếng quạt, tiếng mẹ mình hát bên dưới. Còn đây là âm thanh khi bật mic, mình thấy tạp âm được xử lý rất là tốt. Đặc biệt em này được trang bị công nghệ giảm tiếng ồn NNC tích hợp sẵn trong mic. Mic khởi động là tính năng lọc ồn đã được bật, vậy nên anh em không cần phải bật tắt gì hết. Bộ này đã có chân mic để bàn và màng lọc âm bằng kim loại như thế này, không phải mua ngoài nữa, tiết kiệm cho anh em chưa. Quan trọng là nó tương thích với tất cả các hệ điều hành Winmax, đặc biệt không cần dùng sau cạc, chỉ cắm là dùng thôi. Và âm thanh từ đầu video đến giờ đều thu bằng chiếc mic này, uy tín anh em nhá.